Tống Nhật xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay anh chị nha, hôm nay em đang nhiều siêu phẩm độc lạ nha chị, phục vụ cô chú anh chị. Bên em thì ship toàn quốc nha chị, bao bể mẻ tất cả các mặt hàng nha. Tất cả các mặt hàng nha chị. Đấy, đầu tiên cũng lên một cái bình Thúy Hồng nha chị. Bình này là bình Thúy Hồng. Bình Thúy Hồng. Bình này là có truyện ký đầy đủ nha chị. Truyện ký đầy đủ nha. Đặc biệt là chị, đặc biệt là cái bình này á, hai rồng đối nha chị, hai rồng đối nè. Bình Thúy Hồng không tì vết, không lỗi lầm chi hết nha chị nha, không tì vết, không lỗi lầm gì hết. Bên này là bụng, cái này dạng dán hút lọc nha chị, đó dán hút lọc. Miệng là 4 nha, miệng là 4. Cao bình là tới là 35. Cao bình là 35 nha chị đó, cao bình 35. Rồi con bình Thúy Hồng này chị có giá là 900k nha. Đây đây đây. Có giá là 900k nha chị, con bình Thúy Hồng này mã E1. 900k mã E1 nha chị nha. Rồi cái này một cái bình nha chị, một cái bình. Bình này là bình xưa nha chị, nó là bình xưa. Bình này là bình lam anh chị. Rồi chị, một cái bình này là bình xưa nha chị. Đó, một cái bình xưa. Không được rồi mẹ, sáng ánh sáng ngoài kia không được, không sao đâu. Rồi cái này một cái bình lam anh chị, một bình lam. Rồi. Bình này là bình tích người nha chị. Đó, bình tích người chuyển người nữa. Chuyển đậu. Không chị, không có. Rồi cái này chị một cái bình lam tích người nha chị. Dạ, bị cúp điện con. Một bình này anh chị, cái này là mình con, cái này nó nổi lên nha chị, một cái con này nó nổi lên nha. Đây, nổi cộm lên. Đó, bình này là bình tàu xưa nha anh chị, truyện nè. Cái này là truyện nha chị. Không có truyện nha, tàu xưa không truyện. Đường kính là 11 nha anh chị. Cao bình tới là 31. Đó, cao bình 31 nha. Rồi vòng bụng tới là 80 nha chị. Đó, vòng bụng là 80. Một cái bình nha chị, bình này giá xịt vòng bụng 80, bình này lam xưa. Rồi cái bình này 1.400.000 nha chị nha. Xưa 1.400.000. Mã E2 nha chị, 1.400.000 mã E2. E2 1.400.000. Rồi cái này một cái.
một tô nha chị. Tô này là tô bách hạt nha chị. Rồi, một tô bách hạt xưa cốt nặng nha. Họa tiết ở trên là vẽ hoa nha chị nha. Vẽ hoa đào, hoa mai, bách hạt nha chị, nổi hết, gọm hết nha. Tô này cốt nặng. Đây, truyện là truyện xưa nha chị. Tô này là truyện xưa nha. Rồi. Tô này đường kính 41 nha anh chị đó. Cái này là đường kính 41. Tô hoa nổi toàn bộ hết nha anh chị. Hoa nổi toàn bộ. Tô này chủng hàng xưa luôn, cốt nặng nha. Cái tô này là cốt nặng nha anh chị. Rồi, tô này đường kính 41 năm, cao tô là 16 nha chị. Đó, tô này là 2.500k nha chị. Đó, tô xưa 2.500k cái tô này. 2.500k nha chị, cốt nặng cốt xưa nha. Rồi. 2.500k. Nha chị nha. Mã E3. E3 nha chị, 2.500k mã E3. Một cái tô con, cái tô bách hạt nha chị nha. Bách hạt xưa E3. Rồi, cái này chị một cái này một cái dĩa, gọi là một cái dĩa phụng hoàng nha chị nha, một cái dĩa phụng hoàng đó. Dĩa phụng hoàng này là đường kính 46 nha chị, đường kính 46, lacquer vàng đó, họa tiết là ngũ sắc nha chị, ngũ sắc imari đó, phụng hoàng. Đường kính 46, cao là 6 nha chị nha. Cao là 6 nha. Đó, dĩa này. Đâu có đấy. Cái này em. Không, cái này đó là cái thuốc đó. Cái này đâu có được. Cái cây á, cái cây á. Cái cây á em. Có một cái cây nữa rồi. Đây chị nha. Ổng ra hồi. Ổng ra hồi ổng rồi chị anh. Cái này cách truyện nha chị. Cái này là cách truyện nè. Đó, truyện xưa nha anh chị ơi. Đó. Thôi. Đường kính 46, cao là 6 nha anh chị đó. Cái này hôm nay em sale cái dĩa này anh chị, phụng hoàng nha. Đó, em sale cái dĩa này với giá là 3 triệu nha anh chị nha. 3 triệu cái dĩa này. À, rồi anh chị chốt em mã E4. 3 triệu nha chị, mã E4 nha. Đó, một cái cây dĩa phụng hoàng rất là đẹp luôn nha anh chị. Đó, những cái này VIP kèm luôn anh chị, cái kệ luôn nha chị. Kèm luôn cái kệ luôn, mã E4. 3 triệu nha. Rồi em lên một cái con lăng anh chị, một con lăng Kutani nha chị, lăng này Kutani. Con này là Kutani nha anh chị ơi. Có cái này là có truyện ký đầy đủ nha anh chị đó. Này là có truyện ký đầy đủ luôn. Lăng Kutani truyện ký đầy đủ. Lăng này là đường kính nha anh chị, đường kính là 25 nha anh chị. Rồi ngang.
ngang là 13 nha, 23 nha chị, 25 ngang 23. Rồi con này chị có giá là 2.100.000 nha chị nha. Ở có truyện ký đầy đủ lông. 2.100.000 anh chị chốt cho em mã E5. Mã E5 nha chị nha. E5 2.100.000. Rồi em xin phép bỏ ngừng video nha chị. Em cảm ơn anh chú, cô, chị, anh chú. Rồi và anh chị, bên em ship toàn quốc nha. Những cái ảnh video em lên, anh chị lưu ảnh gửi về qua cái số điện thoại Zalo số này nha chị. Và em hẹn lại anh chị like sau.